Trong cái tuần vừa rồi là chúng ta kiểm tra, cho nên là chúng ta tạm thời chúng ta nghỉ để dồn hết các, cho kiểm tra cái kiến thức để chúng ta kiểm tra giữa kỳ. Thì trong tuần này cũng không mười chúng ta cũng có kiểm tra, nhưng thì chúng ta vẫn học, bởi vì chúng ta kiểm tra lấy xong rồi thì chúng ta học bình thường. Và cái tần suất học của chúng ta thì do là cái chúng ta kiểm tra ra vào tuần thứ 17, chúng ta cuối kỳ đó, ra vào tuần thứ 17. Thì trong cái tuần 17 thì bên Nam mới có tuần 10, 11 thôi. Chúng ta còn tới 5 tuần nữa. Thì thời gian 5 tuần nữa thì chúng ta học tương đối ổn. Thì chúng ta học xong cái chủ đề của chương 6, bây giờ cơ sở của những động lực học. Và chúng ta khảo sát một số bài toán liên quan tới cái chương này cũng như cái chủ đề này, và sau đó là thầy Vĩ sẽ soạn đề ôn tập kiểm tra cuối kỳ. Thì cái nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ á, thì trắc nghiệm có 7 điểm, tự luận thì có 3 điểm. Như vậy là tự luận ra cái gì, trắc nghiệm ra cái gì. Thì trắc nghiệm thì người ta sẽ ra phủ từ đầu nghiên cứu luôn, nhưng mà trắc nghiệm đối với kiểm tra cuối kỳ sẽ ra vào chương bây giờ là các định luật chất khí và cơ sở của nhiệt động lực học. Thì các cái chương này ấy, số cao trắc nghiệm của nó sẽ nhiều hơn các chương còn lại, và bài tập của nó ra những dạng bài tập như thế nào, nội dung ra làm sao, bài tập khó ra vào chỗ nào, thì nhiệm vụ đó là thầy Vĩ sẽ soạn đề và thầy dạ thì chỉ cho các em. Bây giờ để chúng ta nắm rõ cái quy trình chúng ta kiểm tra cuối kỳ rất là quan trọng. Vừa rồi là trong tuần lữa tuần 10, tuần 11 thì các em cũng đã kiểm tra bây giờ giữa kỳ rồi, thì trong cái tuần này chúng ta cũng còn một buổi hai buổi gì đó chúng ta kiểm tra nữa, cũng rất là vất vả. Thì các em cố gắng tập trung cao độ vào những cái môn mà chúng ta chưa kiểm tra. Bây giờ chiều hôm nay á, là chúng ta học cái nội dung có vùng kiến thức là chương 6, cơ sở của nhiệt động lực học. Bây giờ thì đối với cái chương này á, thì thầy trong cái tài liệu này thầy chia thành hai chương là chương 6 và chương 7, là hai chương cuối cùng của chương trình vật lý lớp lớp 10. Do vậy á, thì thông trong cái buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ học gấu gọn ở chương 6 là cơ sở của nhiệt động lực học. Thì đối với cái chương 6 này á, vấn đề quan trọng nhất ở đây thì có hai loại bài toán. Đó là bài toán về là phương trình cân bằng nhiệt, và bài toán thứ hai nữa liên quan tới nguyên lý một của nhiệt động lực học là sao. Như vậy là đối với chương này thì bài tập của nó không có bài tập khó. Qua chương 7 á, bây giờ là sự chuyển thể của các chất lực can bề mặt, độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối, thì cái chương đó thì tại cho nó sao. Bây giờ đối với chương này thì chúng ta cần nắm bắt cho thầy được những cái gì. Thì cái phần đầu tiên á, là nổ nang là gì. Thì thầy nhắc lại là chúng ta chỉ hiểu được cho thầy định nghĩa về nổ nang mà thôi, để chúng ta giải trắc nghiệm lý thuyết. Thì giải trắc nghiệm lý thuyết. Còn ở cái chương này chúng ta quan tâm đến sự biến đổi nổ nang. Quan tâm đến sự biến đổi nổ nang của vật, chứ chúng ta không quan tâm tới nổ nang của một vật. Thì người ta định nghĩa là nổ nang của một vật là tổng động nang và thế nang của các phân tử cấu tạo nên vật. Bây giờ tổng này, động nang và thế nang của các phân tử cấu tạo nên vật, và nổ nang của vật nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Hay nói hơn là nổ nang người ta ký hiệu bằng chữ U, nó là một hòm bây giờ của T và V. T là nhiệt độ, V là thể tích. Như vậy là nổ nang của một vật nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Hay nói hơn ta có U là bằng một hòm F của T và V. Rồi, nổ nang của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi, chứ không có phụ thuộc vào thể tích. Nhá, nổ nang của một vật á, thì nó phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. Còn nổ nang của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào bây giờ nhiệt độ mà thôi, chứ không phụ thuộc vào thể tích. Chúng ta nhắc cho thầy như thế.
Và chúng ta quay lại cái khái niệm về là khí lý tự, thì chúng ta quay lại ở cái bài đầu tiên của chương, thấy chưa? Bài đầu tiên của chương. Và người ta cũng đưa ra là cái khái niệm về chất khí lý tự. Thầy nhắc cái chỗ này để chúng ta nắm luôn. Ở cái bài đầu tiên của chương, người ta đưa ra cái khái niệm về khí lý tự. Như vậy chất khí trong đó các phân tử được coi như là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm, được gọi là khí lý tự. Thì vừa rồi chúng ta kiểm tra giữa kỳ cũng có những cái cao trắc nghiệm liên quan tới phần này. Đó là thầy nói về cái khái niệm, thì nhắc lại khái niệm về chất khí lý tự. Thì trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm thì được gọi là khí lý tự. Như vậy bây giờ các em chú ý cho thầy. Là đối với nấu nang của một vật thì nó phụ thuộc vào hai đại lượng, đó là nhiệt độ và thể tích của vật. Còn nấu nang của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi. Thì à, bảo vì sao? Bảo vì là khí lý tưởng là bỏ qua tương tác giữa các phân tử. Khí lý tưởng là nó bỏ qua tương tác giữa các phân tử. Hả, nói hơn là thế năng tương tác của nó bằng không. Do vậy nấu nang nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi. Như vậy chúng ta nhớ cho thầy, nấu nang của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, nó không phụ thuộc vào thể tích. Là vì sao? Vì thế năng tương tác của nó bằng không, cho nên nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi. Đó là ta nói là vì sao nấu nang của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Cho nên các em đặt kỹ nha, sau này người ta ra trắc nghiệm người ta xoáy vào ngay chỗ này, chứ không có là chúng ta sẽ dễ bị nhầm lắm. Đặt kỹ, lý thuyết là ghi rất chặt chẽ. Bây giờ có hai cách làm biến đổi nấu nang, đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Chúng ta chỉ nắm rõ là có những cách nào làm biến đổi nấu nang, thì nhớ cho thầy là có hai cách, đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Đó là thầy nói về phần nấu nang. Phần hai nhỏ, nhiệt lượng, số đo độ biến thiên nấu nang trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng. Chú ý chỗ này, số đo này, số đo độ biến thiên nấu nang trong quá trình truyền nhiệt thì là nhiệt lượng. Hay nói hơn là delta U của nó, delta U của nó bằng Q. Như vậy các em chú ý thầy là số đo độ biến thiên để nấu nang trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng, chứ không được gọi là nấu nang là nhiệt lượng. Bây giờ cấm suy nghĩ là nấu nang là nhiệt lượng là tặc. Chú ý vậy, số đo độ biến thiên nấu nang trong quá trình truyền nhiệt đó chính là nhiệt lượng. Và thầy nhắc lại một lần nữa, đừng để nhầm là nấu nang là nhiệt lượng hoặc là nhiệt lượng là nấu nang là tặc mắt. Đó là thầy nói về cái phần nhiệt lượng. Và chúng ta đã được học cái công thức nhiệt lượng Q của nó bằng MC nhân delta T, đã được học ở cấp 2 rồi. Trong đó M là khối lượng, C là nhiệt trung riêng, còn delta T là độ biến thiên nhiệt độ. Như vậy ở đây các công thức tính nhiệt lượng, các em chú ý thầy ghi rất cụ thể. Trong đó là delta T nó bằng T2 trừ T1. Không phải là lúc nào là delta T nó cũng bằng T2 trừ T1 đâu. Cái delta T này các em chú ý cho thầy, cái delta T này nó luôn luôn lớn hơn không? Luôn luôn lớn không? Có nghĩa là các em lấy nhiệt độ lớn trừ cho nhiệt độ nhỏ, nó ngắn gọn như thế. Và ở đây là các em chú ý thầy là nhiệt độ đây là nhiệt độ C chứ không phải là độ K. Cái công thức này không có đấu ra độ K này để độ C. Thấy chưa? Đó là ta nhắc lại là cái delta T này là luôn luôn lớn hơn không. Bây giờ thì thầy cũng đã ghi rất cụ thể cho các em rồi. Thấy chưa? Nếu vật nhận nhiệt lượng thì nhiệt độ lúc sau sẽ lớn hơn nhiệt độ lúc ban đầu. Thấy chưa? Nếu vật truyền nhiệt lượng thì nhiệt độ lúc sau phải nhỏ hơn nhiệt độ lúc ban đầu. Cho nếu vật nhận nhiệt lượng thì lấy T2 trừ T1. Nếu vật truyền nhiệt lượng lấy T1 trừ T2. Nó tóm lại là thầy ghi cái này để chúng ta hiểu thêm thôi. Chứ còn nhớ cho thầy, cái delta T này nó luôn luôn lớn không? Ta lấy cái lớn từ cái nhỏ, nó ngắn gọn như thế.
Bây giờ đó là ta nói về nhiệt lượng và công thức tính nhiệt lượng là quy của nó bằng m nhân cho delta t. Thứ hai nữa là phương trình cân bằng nhiệt. Đấy à, quy thu cạn cho quy tỏa bằng không. Hay nói hơn là quy thu bằng quy tỏa. Đó, cái đây được gọi là phương trình cân bằng nhiệt. Ta có quy thu của nó bằng quy tỏa. Ở đây ta viết rõ ra cái này, quy thu này nó bằng quy tỏa. Thấy à? Rồi, cái nào thu cái nào tỏa thì chặt nửa giải bài tập chúng ta phải để ý. Bây giờ thầy nói ví dụ đơn giản như này. Đây là thầy có một cốc nước, một cốc nước. Ở phía bên trong này đựng một lượng nước ở nhiệt độ của nó. Thầy nói ví dụ là nước đây, ở nhiệt độ của nó là T của thằng này là bằng 20 độ C cho 20 độ C. Nghĩ à, thầy lấy một chiếc cốc, thầy bỏ qua khối lượng của cốc luôn vì cái cốc quá khối lượng rất là nhẹ thì bỏ qua, ví dụ như thế. Còn nếu người ta cho luôn thì ta tính luôn. Bây giờ thầy có một miếng sắt này. Một miếng sắt. Thì nung nắng đến 100 độ C, 100 độ C. Bây giờ thầy thả miếng sắt vào trong cốc nước này. Bây giờ thầy nhắc lại là cái cốc này thầy khối lượng nó xin như thầy bỏ qua. Nhưng mà lúc mà khi mà thầy bỏ miếng sắt này ở 100 độ C vào trong nước này thì nước là cái nhiệm vụ là thu nhiệt lượng. Ý à, thu nhiệt lượng. Ở đây thầy gọi đây là T1, T ban đầu của nước bằng 20 độ C. Lúc mà nước nó thu nhiệt lượng đến khi có sự cân bằng nhiệt, có nhiệt độ của hai vật này bằng nhau. Thầy gọi là nhiệt độ T2 là nhiệt độ lúc sau của nước và chắc chắn nhiệt độ lúc sau của nước này phải lớn hơn nhiệt độ lúc ban đầu của nước. Nhưng mà trường hợp này là nước là nhận nhiệt lượng cho nên là T2 của nó lớn T1, cho nên lấy T2 trừ T1. Rồi, lúc này sắt đây nó truyền nhiệt lượng. Như vậy lúc là cái T ban đầu của sắt này T1 của nó bằng 100 độ C. T lúc sau của nó là T2. T2 luôn luôn nhỏ hơn T1. Hả nó hơn là thằng này là truyền nhiệt lượng cho nên ta lấy T1 trừ cho T2. Bây giờ mà theo phương trình cân bằng nhiệt thì ta có quy thu nó bằng quy tỏa. Quy thu của nó là của thằng nào thu, quy tỏa là của đại lượng nào. Cứ thế chúng ta làm ra. Thì đây là cái bài tập ở chương trình vật lý cấp 2. Lên cấp 3 chúng ta chỉ gặp là những bài tập đơn giản thôi. Bởi vì người ta không muốn ra những bài tập liên đá khó nữa đối với chương trình chúng ta đã học rồi. Bây giờ thì sau bài học này thì chúng ta cũng có một số cao bài tập liên quan tới phương trình cân bằng nhiệt. Rồi, phần hai là mã công của chất khí khi giãn nở. Bây giờ công của chất khí khi giãn nở thì các em bổ sung cho thầy là đảng ốc. Công của chất khí khi giãn nở đảng ốc. Bây giờ thì A của nó bằng B mã ngoặc V2 trừ cho V1. Và ở đây các em chú thầy này, các công thức này, A của nó bằng B nhân cho delta V. Delta V ở đây thầy viết là bằng B mã ngoặc là V2 trừ cho V1 là giãn nở đảng ốc, có nghĩa là V lúc sau lớn hơn V lúc ban đầu. Khi vận dụng công thức mà tính công trong quá trình đảng ốc thì các em phải chú ý cho thầy. Bây giờ chú ý cho thầy từ công thức này, các em phải chú ý cho thầy là cái gì. Là A là nó có đơn vị của nó là joule. A của nó có đơn vị là joule. B nó có đơn vị là newton trên mét vuông. Và V này phải có đơn vị là mét khối. Đơn vị là mét khối. Như vậy nếu trong đề bài toán cho thể tích có đơn vị là lít thì các em phải đổi ra cho thầy mét khối. Bây giờ một mét khối thì bằng 1.000 lít. Một lít chúng ta đổ ra mét khối là bằng 10 mũ trừ 3 mét khối. Nhưng mà ta có này, một lít của nó là bằng 10 mũ trừ 3 mét khối. Đây là những cái đơn vị mà các em rất dễ bị nhầm. Ví dụ người ta cho là, ví dụ như bài tập năm ngoái là người ta cho là một chất khí biến đổi quá trình đàn ốc. Bây giờ ta biết áp suất của nó là bằng 3 nhân 10 mũ nam newton trên mét vuông. Thể tích V1 của nó là bằng 2 lít. Thể tích V2 của nó là bằng 6 lít. Người ta yêu cầu chúng ta là tính công của chất khí trong quá trình đàn ốc. Bây giờ tính công của chất khí trong quá trình đàn ốc. Như vậy một số em viết công thức rất là ok.
Đấy nhá, b nhân cho v2 trừ v1, rồi thế số vào bằng 3 nhân 10 mũ 5, rồi 6 trừ cho 2. Như vậy bấm bục ra là bằng 12 nhân cho 10 mũ 5. Rồi. Đó, hôm qua có rất nhiều bạn tính như này. Cuối cùng coi bị sai cho mà. Đó. Đấy chứ, sai ở chỗ nào? Cái này người cho đông bị lít mà, đông bị lít cho các em phải đấu ra cho thầy mấy xấu. Phải nhân thêm cho đấy à, 10 mũ trừ 3 nữa. Như vậy nếu các em giải như thế nào các em bị sai ngay liền, cái nào bị sai. Nhưng ở đây thầy đã nói rồi. Thể tích phải đơn vị là mấy không. Như vậy lúc này chúng ta thế vào là bằng 3 nhân 10 mũ 5. Đấy à, mã ngoặc 6 trừ cho 2 nhân cho 10 mũ trừ 3. Đúng chưa? Như vậy lúc này ta có là bằng 12 nhân 10 mũ 2. Rồi. Nó khác ở chỗ đó. Như vậy cái nào mới đúng này, cái nào mới đúng. Đó, thầy nhắc lại chúng ta chú ý. Khi tính công trong quá trình đàn óc thì thể tích phải là đơn vị mét khối, áp suất phải là đơn vị newton trên mét vuông. Rồi sao? Bởi vì các em chú thầy là một newton trên một mét vuông. Thấy chưa? Cái này nó bằng một bát ca, một bát ca. Cái gì bằng chữ V A? Thấy chưa? Một newton trên một mét vuông của nó là bằng một bát ca. Đó, thì các em chú ý cho thầy cái đơn vị để sau này chúng ta giải bài tập không bị nhầm lẫn và thầy lái đúc cách lại những cái năm trước. Những năm trước một số em làm bài tập này nó bị sai vì không đủ đơn vị của thể tích từ lít sang mét khối. Bây giờ thầy nói lại thì chúng ta phải ghi nhớ không để bị nhầm trong quá trình chúng ta giải bài tập sắp tới. Đó là thầy nói về công của chất khí khi giãn nở đàn ốc. Bây giờ phần ba la mã nguyên lý một của nhiệt động lực hạt. Thấy chưa? Người ta phát biểu có nguyên lý một như sau: độ biến thiên nội năng của một vật nó bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. Như vậy ta có delta U của nó, delta U của nó bằng A cộng Q. Thấy chưa? Delta U là độ biến thiên nội năng, A là công, Q là nhiệt lượng. Như vậy độ biến thiên nội năng của một vật nó bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta học rồi, có hai cách làm tha đấu nội năng của vật, đó là truyền nhiệt và thực hiện công. Đấy chưa? Truyền nhiệt và thực hiện công. Như vậy là nguyên lý một của nhiệt động lực hạt, nó dựa vào định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Như vậy là lúc này là vật tha đấu nội năng và lúc này nó bàn tổng đấy chưa? Công và nhiệt lượng mà vật nhận được. Đó là tôi nói về cái nguyên lý một của nhiệt động lực hạt. Bây giờ người ta quy ước giáo đối với các biểu thức này. Yeah. Nếu delta U lớn không mà nội năng tan, delta U nhỏ không nội năng giảm, A lớn không hệ nhận công, hay được gọi là vật nhận công cũng được, và chất khí nhận công cũng được, tùy thuộc vào trong đề cho. Đó là quy ước này. A nhỏ không hệ thực hiện công, Q lớn không nhận nhiệt, Q nhỏ không truyền nhiệt. Như vậy về cái quy ước giáo này các em phải thuộc. Rồi chúng ta mới vận dụng được cái công thức này, vận được cái công thức của nguyên lý một của nhiệt động lực hạt. Thì nhắc là cái quy ước này chúng ta phải để ý. Nghe chưa? Như vậy là đối với cái phần một la mã đến phần ba la mã thì chúng ta có đấy chưa? Là các công thức sau đây mà thầy phải qua lại để cho chúng ta nhớ này. Công thức về nhiệt lượng tính nhiệt lượng, thầy gọi đây là công thức số 1. Nhớ tại công thức số 1. Công thức thứ hai nữa là phương trình căn bằng nhiệt, quy thu bằng quy tỏ. Công thức thứ ba nữa là công trong quá trình đàn ốc, hoặc cụ thể là thầy xét hợp là giãn nở đàn ốc. Công thức thứ tư nữa các em cần nắm cho thầy, đó là nguyên lý một của nhiệt động lực hạt. Thấy chưa? Như vậy các quy ước của công thức một, chứ là quy ước của công thức 4 này, các em phải nắm rõ cho thầy. Bây giờ có quy ước là chúng ta phải thuộc. Rồi, chúng ta vận dụng nguyên lý một của nhiệt động lực hạt trong các quá trình biến đổi. Bây giờ, quá trình biến đổi đản tích. Thì quá trình biến đổi đản tích thì thể tích không đổi. Có nghĩa là V2 của nó bằng V1. V2 nó bằng V1 thì delta V nó bằng 0 đâu. Thì công trong quá trình đản tích luôn luôn của nó bằng 0. Và lúc này, delta U của nó bằng Q.
Thấy chưa? Đó, delta U đâu bằng quy, có nghĩa là độ biến thiên độ năng nó bằng nhiệt lượng. Rồi, trong quá trình đãi nhiệt, trong quá trình đãi nhiệt thì nhiệt độ của nó không đổi. Nhiệt độ không đổi thì có nghĩa là độ biến thiên độ năng của nó bằng không. Và ta có quy của nó bằng trừ A. Thấy chưa? Nhiệt lượng mà vật nhận được hoặc là chất khí nhận được nó thực hiện công. Bởi vì lúc này A âm nó thực hiện công. Rồi, trong quá trình đảng ốc, trong quá trình đảng ốc thì công của nó được xác định bởi bí thức số 3 này. Thấy chưa? Bằng bí thức số 3 này. Như vậy bây giờ một số em nói là tại sao thầy ghi là từ công thức bấu thầy suy ra công thức tại cho em thấy là lộn ngược cái thầy. Quy đó lấy là bằng delta U cạm trừ cho A chứ sao mà thầy ghi là A cạm cho delta U. Thấy chưa? Nhiệt lượng mà chất khí nhận được. Lúc này nó bằng A cạm cho delta U. Mà lúc này các em chú ý thầy là lúc này chất khí thực hiện công cho nên A của nó nhỏ hơn không. Thấy chưa? Chất khí thực hiện công trong trường hợp này khi nó nhận nhiệt lượng thì chắc chắn nó phải thực hiện công. Các em nhớ thầy này, khi chất khí nó nhận nhiệt lượng thì nó phải thực hiện công. Mà nó thực hiện công thì người ta quy ước A của nó phải là A. Như vậy ta thế vào đây, trừ A cạm quy nó hoàn toàn phù hợp với công thức số 4 chúng ta suy ra. Thấy chưa? Đó, các em chú ý cho thầy như thế. Khi chất khí nhận nhiệt lượng thì chắc chắn nó phải thực hiện công. Nó ngang rộng như thế. Rồi, quá trình biến đổi. Bây giờ thêm một chu trình kín thì delta U của nó bằng không. Nhưng mà các vế cuối cùng chúng ta chả cần quan tâm. Nhưng mà các em nhớ thầy là quá trình đáng tích thì A nó bằng không. Quá trình đáng nhiệt thì delta U nó bằng không. Quá trình đáng ốc thì A nó bằng B nhân delta V. Đầu sao? Như vậy bây giờ chúng ta mới rút ra được các cái ý cốt lõi như sau. Ví dụ là quá trình đáng tích, đáng tích. Đấy à? Thì A của nó bằng không. Quá trình đáng nhiệt thì A của nó thì à? Xin lỗi, thì delta U của nó bằng không. Quá trình đáng ốc, quá trình đáng ốc thì A của nó bằng B nhân cho delta V. Rồi cứ thế chúng ta nhớ. Quá trình đáng tích thì A bằng không. Quá trình đáng nhiệt thì delta U bằng không. Quá trình đáng ốc thì A nó bằng B nhân cho delta V. Đâu sao? Đây là những cái mà thầy chốt lại để chúng ta giải trắc nghiệm cũng như giải những cái bài tập trắc nghiệm để chúng ta nắm rõ quy trình ứng dụng nguyên lý một của nhiệt động lực hạt trong các đảng quá trình, trong có đảng nhiệt, đảng tích và đảng đảng ốc. Các em nắm rõ với thầy những cái nội dung này. Chúng ta qua một cái đơn vị kiến thức tiếp theo. Thì à? Là nguyên lý hai của nhiệt động lực hạt. Thấy chưa? Là có hai phần là cách phát biểu của Claudius. Thì nhà bác học này mới phát biểu một cái nội dung như sau: nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn. Thấy chưa? Nhiệt không thể tự truyền. Nhớ hả? Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn. Thì nói ví dụ như là chúng ta có một miếng sắt, chúng ta có 100 độ C, chúng ta có một miếng nhôm 20 độ C, thì cho hai vật chạm với nhau. Bây giờ thì nhiệt là nó truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Bây giờ ở nhà bác học Claudius bác phát biểu là nhiệt không thể tự truyền, không thể tự truyền từ một vật sau một vật hơn, nhớ là không thể tự bản thân nó truyền, có nghĩa là nhiệt lực thì nó truyền từ nóng sang lạnh chứ không thể tự lạnh sang nóng được. Bây giờ nhưng bây giờ là các em chú ý là thầy lấy một ví dụ như này, nhờ chúng ta có máy lạnh đúng chưa, chúng ta đã học về nhiệt độ trong phòng chúng ta là 30 độ C, nóng quá. Hơn nữa nhiệt độ trong phòng chúng ta 30 độ C. Bây giờ chúng ta bật máy lạnh lên. Đó. Nhiệt độ từ máy lạnh chuyển sang phòng chúng ta. Đúng chưa? Mà nhiệt độ máy lạnh nó là thấp hơn nhiệt độ trong phòng chúng ta. Mà tại sao mà nó truyền vào từ lạnh sang nóng được?
đó, tư lệnh trên đất nước báo với chúng ta đặt ký cái nội dung của nhà bác Hạc Lao Đấu Phát này, phát biểu là nhiệt không thể tự triên, không thể tự triên tư lạnh sang nó. Nhưng mà các em chú ý cho thầy, trong trường hợp má lạnh đó là có một tác nhân bên ngoài, bây giờ có một tác nhân bên ngoài nó làm cho nhiệt truyền từ lạnh sang nóng, bây giờ để nó giảm nhiệt độ xuống khi có sự cân bằng nhiệt, nó nhà một cái tác nhân bên ngoài đó là chính má lạnh. Cho nên chúng ta không thể mà chúng ta lấy cái nhiệt mà truyền từ vật từ lạnh sang nóng được. Bây giờ đó là nhà cách phát biểu của nhà bác Hạc và Lao Đệ Út. Các em nhớ thầy là không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn. Đó là cái đoạn nó về nhiệt đó nghe. Cái câu B, ý B là cách phát biểu của các nô, động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ hạt. Chính xác. Bây giờ thầy nói ví dụ là điện năng không thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng được, một phần nó chuyển hóa thành nhiệt lượng. Còn bây giờ người ta nói động cơ nhiệt là nói về nhiệt lượng đó, thì nó nghĩa là động cơ nhiệt không thể chuyển hóa toàn bộ nhiệt lượng mà động cơ nhận nó thành công cơ hạt được. Như vậy một phần của nó sẽ mất đi, chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Đó là cách phát biểu của hai nhà bác Hạc, và người ta đưa vào đó là có nguyên lý hai của nhiệt động lực hạt. Thì đối với nguyên lý hai của nhiệt động lực hạt thì không có bài tập, nhưng có cao trắc nghiệm, nó thường xả ra ở chỗ này. Chúng ta để ý cho thầy như thế, thì khi giải trắc nghiệm thì thầy cho nói sao. Phần Nam La Mã, nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt. Thì một động cơ nhiệt á, đều phải có ba bộ phận cơ bản. Có ba bộ phận cơ bản. Bây giờ là nguồn nén, bộ phận phát động gồm có vật trung gian nhận nhiệt sinh công, gọi là tác nhân, và các thiết bị phát động. Nguồn lạnh, nó tóm lại tóm lại là nó có nguồn nén là Q1, nguồn lạnh là Q2. Bây giờ và bộ phận sinh công đó là A. Như vậy là nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động nhiệt, của động cơ nhiệt thì có ba bộ phận cơ bản. Bây giờ là nguồn nén này để cung cấp nhiệt lượng. Rồi cái nhiệt lượng này thì cái bộ phận phát động là nó nhận nhiệt lượng và nó sẽ thực hiện công, có nghĩa là làm cho động cơ bích tâm chuyển động, có nghĩa là động cơ nổ. Bây giờ trong quá trình động cơ hoạt động thì sẽ có nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do tác nhân tỏa ra bên ngoài, người ta gọi là nhiệt lượng Q2. Nhưng mà nếu các em để ý là đối với các xe, từ xe Honda, xe gắn máy đến xe ô tô, và chủ yếu là xe ô tô ta công suất nó lớn, cho nên nó luôn luôn có các nước đó, nó đi qua đoạn đường bao nhiêu km là tài xế xe sẽ nhìn vào cái đồng hồ đó, ta thấy nhiệt độ của các nước nó cao, người ta sẽ dừng lại, người ta đổ nước vào để cho nhiệt độ nó hạ thấp xuống. Chứ còn nếu chúng ta không đổ nước vào hoặc các nước nó bị hết nước, nó động cơ sẽ bị cháy ngay liền, bây giờ và không hoạt động được, nó rất là quan trọng. Và người ta chế tạo cái nguồn lạnh này để làm cái gì? Để thu bớt nhiệt lượng tỏa ra ở trong động cơ. Thấy chưa? Còn đối với xe máy các em để ý, các bạn nhìn xuống cái lốc máy đó, có các lá nhôm đó, ở ngay chỗ cái lốc máy đó, có các lá nhôm là xen kẽ lên nhau, nó cách nhau cả một phân một cm đó, thì cái đó bộ phận là thu nhiệt lượng. Thấy chưa? Hay gọi là nguồn lạnh. Như vậy là nó có ba bộ phận: Q1 là nguồn nóng, Q2 là nguồn lạnh, và A là công. Thấy chưa? Và hiệu suất của động cơ nhiệt nó bằng tỷ đấu của A chia cho Q1. Với A này nó bằng Q1 trừ Q2 chia cho Q1. Và hiệu suất luôn luôn nhỏ hơn 1. Trường hợp là hiệu suất lý tưởng thì H của nó bằng T1 trừ T2 chia cho T1. Đấy à, cái đây cái công thức này được gọi là hiệu suất lý tưởng. Còn cái này là hiệu suất bây giờ của động cơ nhiệt này, còn đây là hiệu suất động cơ nhiệt lý tưởng. Thì các em nhớ cho thầy cái chỗ này, trong đó A là công thực hiện, và công thực hiện theo quy ước của nó là công âm, A nhỏ không thì chúng ta phải lấy giá trị thực đâu, thành ra bằng là Q1 trừ Q2 chia cho Q1. Thế là các em bổ sung luôn thêm cho thầy, trong đó Q1 bây giờ chúng ta gọi chung là nguồn nóng này. Nguồn nóng bây giờ Q2 là nguồn lạnh, mình gọi ván tét như thế. Q1 là nguồn nóng, Q2 là nguồn lạnh. Chúng ta ghi bổ sung vào để sau này chúng ta giải bài tập cho nó tốt. Đó là ta nói về toàn bộ kiến thức ở chương 6 về cơ sở của nhiệt động lực hạt.
Bây giờ thầy hướng dẫn bài tập số 1 và bài tập số 2 liên quan tới sự cân bằng nhiệt. Thấy à? Bài tập số 1. Người ta thả một vật bằng kẽm. Thấy à? Bằng kẽm. Có khối lượng 100 gram. Thấy à? Thầy nói vật đây này, vật đây là bằng kẽm này, bằng kẽm. Có khối lượng là m của kẽm, bằng 100 gram. Rồi. Ở nhiệt độ 200 độ C, thì có là T này là bằng 200 độ C. Vào một nhiệt lượng thế có khối lượng không đáng kể, nhá, không đáng kể, chứa 100 gram nước. Thấy à? Như vậy là khối lượng của kẽm này, hay đặt tên nó là khối lượng của nó chính là đặt tên nó là M1 của nó bằng 100 gram. Thấy à? Khối lượng của nhiệt lượng kế, thấy à? Không đáng kể bỏ qua. Khối lượng của nước, khối lượng của nước, thấy à? Đặt tên cho nó là bằng M2, nó bằng 100 gram. Đây à, ở nhiệt độ là T của nó bằng 20 độ C. Chúng ta phải phân biệt nha. Rồi, bây giờ ở đây là cái T này là cái T ban đầu của xác, thì gọi đây là T1 của T ban đầu của xác. Đấy à, cái này thầy gọi T1 là T ban đầu của nước. Mình gọi so cũng được. Thì giờ chúng ta ngầm hiểu thôi. Như vậy bây giờ là thật quy ước số 1 là ban đầu, và khác quy ước số 0 ban đầu cũng được tùy. Như vậy là xác định nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là giả sử đây là một nhiệt lượng kế, một nhiệt lượng kế chứa một lượng nước của nó. Bây giờ có nhiệt độ ban đầu thì gọi là T1 nó bằng 20 độ C. Ở đây là một miếng kẽm, một miếng kẽm. Ở nhiệt độ ban đầu của kẽm là bằng 100 độ C. Thả vào bên trong nước này. Bây giờ, như vậy lúc này là cái vật hay nói là miếng kẽm này là truy nhiệt, còn nước là nhận nhiệt lượng. Bây giờ, hay nói hơn, thằng kẽm này là tỏa nhiệt lượng, còn thằng nước lại là thu nhiệt lượng. Và theo phương trình cân bằng nhiệt thì ta có là quy thu của nó mà quy tỏa, quy thu bằng quy tỏa. Như vậy quy thu của nó là cái gì? Là nước, là nước. Chứ còn khối lượng của nhiệt lượng kế bỏ qua rồi, chúng ta không xác. Chứ còn nếu mà người ta cho khối lượng của nhiệt lượng kế này á, thì lúc này có hai thằng cùng thu nhiệt lượng, đó là nước và vỏ của nhiệt lượng kế. Nhưng mà lúc này người ta bỏ qua khối lượng của vỏ nhiệt lượng kế, cho nên chúng ta không xét. Xem như cái này là chỉ quan tâm tới nước mà thôi. Như vậy quy thu là quy của nước, quy của nước sẽ bằng là M2 nhân C. Đấy chưa? C2. C2 thì gọi là nhiệt trung biên của nước nhân cho delta T. Đấy chưa? Cái này ba là M1 quy tỏa lại 1 nhân C1 nhân cho delta T. Hai cái delta này nó khác nhau nha. Đấy à, mình có thể mình gọi chung thằng này là số 2 là của thằng nước, số 1 là của thằng kẽm. Để các em khỏi nhầm lẫn. Rồi. Như vậy lúc này là M2 nhân C2. Đấy à. Với là M2 của nó là bằng 100, 100. Nhân nhiệt chung riêng của nước á là bằng 4190. Nhân cho delta T2 nên là khi có sự cân bằng nhiệt thì cái T cân bằng này, thầy gọi T cân bằng này để trừ cho T1. T1 thì à, cái này là bằng M của kẽm cũng bằng 100, nhân nhiệt chung riêng của kẽm là bằng 377, nhân delta T của thằng này là ta lấy là T1 trừ cho T cân bằng nhiệt. Như vậy cái thằng là thằng tỏa mà, thì ta lấy cái lớn được cái nhỏ, nói chung là cái delta T ta lấy cái lớn được cái nhỏ. Thấy chưa?
Như vậy cái cần tìm ở đây là cái T cân bằng. Nhưng mà khi thả cái miếng kẽm vào đây, đến một thời điểm T nào đó là nhiệt độ của hai tay này cân bằng nhau. Được chưa? À, cân bằng nhau. Cho nên cái đó người ta gọi là sự cân bằng nhiệt. Như vậy lúc này thầy thấy là 100-100 hai này bằng nhau, chúng ta bỏ. Như vậy ta có là 4190 mã ngoặc T cân bằng mà chúng ta cần tìm. Trừ cho nhiệt độ T1 của thằng nước là 20 độ C. Cái này bằng 377. T1 của nước là bằng 100. Trừ cho T cân bằng nhiệt. T cân bằng nhiệt. Thế à? Ừ. Như vậy, từ đây chúng ta suy ra được T cân bằng của nó. Bằng là 26,6 độ C. Đó là các bạn đã bấm được kết quả. Ở trong cái bài số 1 này, trong tài liệu này các em không để ý này, bỏ cho thầy. Bỏ cái nhiệt trung riêng của chị. Cái chữ lệ thời gian đề cho kiểm là nhiệt độ ban đầu là 200 nha, 200 chứ không phải 100. Bạn Lâm đã tính ra được là bằng 26,6 độ C. Đó là thầy nói về cái bài tập số 1 liên quan tới bài toán sự cân bằng nhiệt, hay gọi là phương trình cân bằng nhiệt. Thì các em nhớ này, cái đây là thầy vĩ dạ là thầy vĩ gọi như thế thôi. Bạn Lâm tính là bằng 34,86, cho nãy là thầy ghi 100 này. Các em sửa lại cho thầy là kết quả của nó là bằng 34, phải bạn tính được là 34,86. Các em bấm lại cho thầy nha. Đó là một bản bấm cho con, các em chỉnh sửa lại cho thầy. Bấm thì có đúng hay không? Cái này là nhiệt độ ban đầu của thằng kẽm là 200 độ C nha, chứ không phải 100. Đấy vậy, sửa lại thầy chỗ này là 200 độ C. Đó là thầy nói về cái bài tập số 1. Rồi, đối với bài tập số 2 nó hoàn toàn giống như bài tập số 1. Thầy dành cho các em 5 phút, các em tính toán cho thầy. Cái bài tập số 2 cách giải hoàn toàn giống như bài tập số 1. Đây nha. Thì dành 5 phút các em giải và các em nhắn tin đáp án lên cho thầy. Cách giải hoàn toàn giống như bài tập số 1.
Rồi, các em tiến hành giải quyết cho thầy bài tập số 2. Là một cốc nhôm có m bằng 100 gram chứa 300 gram nước ở 20 độ C. Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng có khối lượng 75 gram vừa rút ra từ một nguồn nước sâu 100 độ C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự căng bằng nhiệt, bỏ qua hao phí nhiệt tỏa ra bên ngoài. Biết nhiệt chung riêng của nhôm bằng 880, của đồng 380, của nước 4190. Đó. Như vậy trước mắt chúng ta phải xác định được trong bài số 2 này có 3 vật. Nhôm và nước là thu. Bây giờ vật thứ ba nữa là đồng là tỏa. Như vậy ta có là quy thu nó bằng quy tỏa. Quy thu của nó bằng quy của nhôm cạnh cho quy của nước, bằng quy tỏa là bằng quy của đồng. Rồi, chúng ta vận dụng, chúng ta thiết số vào tính toán cho thầy kết quả khi có sự cân bằng nhiệt của nó bằng bao nhiêu. Chúng ta làm hết rồi chúng ta nhắn tin lên à. Chứ một số bạn không thể ngồi đó mà chúng ta chơi không được. Chúng ta học, chúng ta cố gắng. Vì trong tuần này các em còn kiểm tra một số môn nữa. Cho nên là trong cái ca học của chị hôm nay á, là thầy dạy đến đúng 6 giờ. Là các em nghỉ sớm để chúng ta còn ôn bài cho ngày hôm sau chúng ta kiểm tra nữa. Chủ yếu là các em giải quyết cho thầy bài số 2. Sau đó thầy hướng dẫn một số bài còn lại. Thì bạn Khoa đã tính được là bằng 20,17 độ C. Là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt. Những bạn khác tìm kết quả tại thầy thấy. Bạn Khoa là tính được là 20,17 độ C. Bạn Quỳnh Anh là tính là 21,7 độ. Một số bạn khác chúng ta cố gắng chúng ta làm. Thì bây giờ thầy nói như này, chúng ta bấm tính nhanh thôi. 21,66 cũng như là 21,65 nó cũng sắp xỉ bằng 21,7. Bạn Tường Vi cũng vậy, bạn Trương A7 cũng tính như vậy. Thì bây giờ thầy hướng dẫn cái bài tập số 2 này. Bài tập số 2. Bây giờ một cốc nhôm, thấy chưa? Cái cốc này là cốc nhôm, bên trong này đựng nước, thấy chưa? Bây giờ có một miếng đồng, người ta thả vào phía bên trong nước nè, nhưng mà lúc này đồng á, thấy chưa? Là tỏa nhiệt lượng, còn nước và nhôm thu nhiệt lượng, thấy chưa? Đã có thêm cái thằng nhôm nữa này, còn cái bài số 1 là người ta bỏ qua khối lượng của nhiệt lượng kế. Cho nên chúng ta không xác. Như vậy ta có phương trình cân bằng nhiệt là quy thu của nó bằng quy tỏa.
Thấy chưa? Mà quy thu của nó gồm có những thằng nào thu đâu? Thằng nhôm và thằng nước. Như vậy là ta có là M của nhôm này, ở nhân C của nhôm này, nhân cho delta T của nó là bằng T căn bằng trừ cho 20 độ C. 20 độ C cộng cho M của nước nhân cho C của nước nhân cho T căn bằng trừ cho 20. Thì à, cái này bằng bằng là quy tỏa của nó là bằng M của đồng nhân C của đồng nhân cho đấy à, là 100 trừ cho T căn bằng. Như vậy cái thằng tỏa là nhiệt độ lúc sau khi có sự cân bằng nhiệt nó sẽ nhỏ hơn nhiệt độ lúc ban đầu. Mà M của nhôm á, trong đề cũng cho rồi. Như vậy M của nhôm trong đề và toán cho là bằng 100 thì thế số vào. Đấy à, thế số vào. Thì có đây là 100 nhân nhiệt trung biên của nhôm là nhân cho 880 nhân cho T căn bằng trừ cho 20. M của nước là bằng 300. Thấy à? Nhân cho C của nước là bằng 4190. Mã ngoặc cho T căn bằng trừ cho 20. Thấy à? Bằng M của đồng là bằng 75. Nhân C của đồng là bằng 380. Chúng ta mã ngoặc 100 trừ cho T căn bằng. Thầy gọi TCB là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt. Khi có sự cân bằng nhiệt thì nó không có trao đổi năng lượng nữa. Rồi, từ đây chúng ta nhập vào trong máy tính, chúng ta sẽ tính được T cân bằng của nó. Đó, thầy lấy cái kết quả số đông thôi nha. Thầy ghi là sắp xỉ của nó là bằng 21,7 độ C. Đó là thầy tính là kết quả sắp xỉ như thế. Đó là nói về cái bài tập số 2 và bài tập số 1. Những bài toán liên quan tới sự cân bằng nhiệt thì mình phải xác định được cho thầy cái nào thu, vật nào thu, vật nào tỏa. Rồi, sau đó chúng ta có phương trình quy thu bằng quy tỏa là chúng ta tìm ra được kết quả. Thì cái phần này các em nhập toàn bộ dữ liệu này vào trong máy tính rồi chúng ta sẽ tìm ra được kết quả của nó là T căn bằng nó bằng 21,7 độ C. Đó là tôi nói về kết quả của bài tập số số 2. Thầy hướng dẫn bài tập số 3. Cái bài tập số 3 tuy thì nó đơn giản thôi. Đấy à? Nhưng mà một số em đạt không kỹ là chúng ta sẽ bị nhầm. Và ta không thuộc về quy ước giáo. Dẫn đến chúng ta làm nó bị sai kết quả. Đấy à? Rồi, người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 joule cho chất khí đựng trong xi lanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra đãi bê tông đi được đoạn đường 5 cm. Tính độ biến thiên nậu nan của chất khí. Biết lực va sát giữa bê tông và xi lanh có độ lớn. Ấy à, bằng 20 newton. Như vậy đây là thầy hướng dẫn bài tập số 3 này. Các em để ý. Người ta cung cấp, nhớ này, người ta cung cấp một nhiệt lượng 1,5 joule cho chất khí
thì người ta cung cấp cho chất khí một nhiệt lượng, mà nó ngắn gọn thế, người ta cung cấp cho chất khí một nhiệt lượng thì chất khí phải đấy phải nhận nhiệt lượng. Như vậy lúc này là các em chú thầy là chất khí nhận nhiệt lượng, nó ngắn gọn như thế. Bây giờ nhận nhiệt lượng, mà chất khí nhận lượng thì theo quy ước là quy của nó phải gì đấy, phải lên không, hay nó hơn là quy của nó là bằng 1.5 joule. Người ta cung cấp cho chất khí thì chất khí phải nhận nhiệt lượng, mà nhận nhiệt lượng thì người ta quy ước giáo là quy của nó phải lớn không. Bây giờ chất khí nở ra đại bích tông đi một đoạn 5 cm, như vậy quãng đường x nó là bằng 5 cm. Bây giờ các em chú ý tại trang trường hợp này là bích tông chuyển động thẳng đi này, lúc này bích tông chuyển động thẳng đi. Rồi tính độ biến thiên của chất khí, biết lực va sát giữa bích tông và xe lăn là bằng 20 newton, ép ma sát nó bằng 20 newton. Thì à, như vậy lúc này các em chú ý cho thầy này là ta tính công của lực ma sát. Thì à, hay nói rằng ta có A của nó là bằng F nhân cho H. Thế nhỉ? Mà F ở đây là bằng 20 nhân cho H của nó nhân cho 0.05. Thực chất là công của lực ma sát A, lực ma sát bằng trừ F ma sát nhân H. Thế nhỉ? Trừ F ma sát nhân H. Đúng của nó là A của nó là bằng này, bằng trừ F ma sát nhân cho x. Thấy chưa? Hãy nói chỗ này là bằng trừ 20 nhân cho 0.05. Thì ở đây là chúng ta tính được bằng trừ 1 joule. Thấy chưa? Mà các em chú ý cho thầy á, chú thầy là khi mà chất khí nhận nhiệt lượng á thì nó phải thực hiện công. Đấy à, khi chất khí nhận nhiệt lượng thì nó phải thực hiện công. Mà khi nó thực hiện công thì A của nó phải thì âm. Bây giờ ta vận dụng nguyên lý 1 của nhiệt điện học, ta có là delta U của nó bằng cái gì? Bằng A cộng cho Q. Mà vì chất khí nhận nhiệt lượng cho nên nó thực hiện công, cho nên lúc này ta thang A của nó là bằng trừ 1 cảm cho Q cảm cho 1.5. Hãy nói cái này ta có được là bằng 0.5 joule. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta hình dung như thế nào? Thấy chưa? Là thì có đây là một cái xi lăng, một xi lăng. Thấy chưa? Phía bên trong này, cái đây cái vỏ bên ngoài là cái xi lăng. Cái đây ta có là cái bích tông này, cái đây là cái bích tông. Thấy chưa? Bây giờ cái vùng không gian nào bên trong là cái chất khí này. Chất khí. Thấy chưa? Bây giờ người truyền cho chất khí một nhiệt lượng thì chất khí nhận nhiệt lượng. Và lúc này nhận nhiệt lượng thì lúc này là lúc nó nhận nhiệt lượng thì lúc này phía bên trong này nhiệt độ của chất khí bên trong này nó tăng lên. Thì ốc suất nó tăng, nó đãi bích tông dịch chuyển. Thấy chưa? Đó, một đoạn đường thì nó ví dụ nó đi từ A đến B. Một đoạn đường của nó là A. Thấy chưa? Như vậy lúc này là người ta biết được là lực ma sát giữa bích tông và xi lanh có độ lớn là bằng 20 newton. Thấy chưa? Như vậy lúc này công trường hợp này, thấy chưa? Là thứ nhất là bích tông dịch chuyển, có nghĩa là bích tông đã thực hiện được một công, một độ lớn công, mà cái lực kéo bích tông này cũng chính là bằng độ lớn công của lực ma sát. Bởi vì lúc này là bích tông chuyển động bìa. Hay nói hơn, ta tính được công của nó trong trường hợp này bằng trừ 1 joule. Nếu các em tính ra mà A nó bằng 1 joule ấy, 1 joule ấy, thì chúng ta cũng phải tha chỗ nó là bằng trừ 1. Bởi vì sao? Bởi vì là khi chất khí mình nhận nhiệt lượng, nhớ cho thầy, chất khí mình nhận nhiệt lượng thì nó phải thực hiện công. Mà thực hiện công thì theo quy ước giáo của nó là A của nó phải là nhỏ không. Cho nên chúng ta thế vào nó bằng thêm dấu trừ vào đó thì ta tính được là bằng 1.5. Chứ chúng ta lã sử như chúng ta tính ra được cái A nó bằng 1 chứ hả? Ví dụ bằng 1 chút nhỏ, rồi ta lấy 1 cạnh cho 1.5, nó bằng 2.5 cái trặc mắt. Chúng ta áp dụng nguyên lý 1 của nhiệt động lực hạt phải
theo quy ước giáo của công thức. Bây giờ nhận nhiệt lượng quy lấy không, truy nhiệt lượng quy nhận không, thực hiện công thì o âm, nhận công thì o dương. Delta U lớn không nội năng tan, delta U nhỏ không nội năng dồn. Thì các em chú ý cho thầy như thế. Bây giờ khi chất khí nhận nhiệt lượng thì chắc chắn nó sẽ thực hiện công. Đó là theo nguyên lý một của những động lực hạt, độ biến thiên nội năng bằng bằng tổng nhiệt lượng đó và công mà chất khí hoặc vật thực hiện. Thì chúng ta phải chú ý cho thầy như thế. Đó là tôi nói về cái bài tập số 3. Các em để ý chứ không có là một số em bắt đầu A bằng F nhân X bắt đầu tính nó được bằng 1 joule. Rồi ta có delta O bằng A cộng Q lấy 1 cộng 1 phần 5 bằng 2 phần 5. Cuối cùng bị sai mất. Khi vận dụng công thức của nguyên lý 1 của nhiệt động lực hạt, chúng ta phải chú ý tới quy ước giáo của 3 đại lượng trang công thức. Thấy à? Và quy ước giáo này các em phải thuộc. Chứ còn nếu chúng ta không thuộc là chịu trách. Đó là thầy nói về cái bài tập số 3 là chúng ta để ý cho thầy. Thầy hướng dẫn luôn cái bài tập số 4, rồi sau đó chúng ta nghỉ sớm để chúng ta ôn bài để mai chúng ta kiểm tra giữa kỳ. Thì có là bài tập số 4. Một lượng khí ở ốc xúc 3 nhân 10 mũ 5. Thấy à? Thầy có là B của nó là bằng 3 nhân 10 mũ 5 Pascal. Bây giờ thể tích thầy có là V1 của nó là bằng 8 lít. Sau khi nung nắng đàn ốc, chắc chắn đây là quá trình đàn ốc, thì V2 của nó là bằng 10 lít. A nhỏ, công tính công khí thực hiện được. Như vậy ta có công trong quá trình đàn ốc nó bằng gì? B nhân cho delta V. Nó hơn bằng B, bằng ngoài V2 trừ cho V1. Mà B này là bằng 3 nhân 10 mũ 5. Thấy chưa? Nhớ là 1 Newton trên 1 mét vuông nó cũng bằng 1 Pascal. Cho nên là đơn vị Newton trên mét vuông nó đồng nghĩa với đơn vị Pascal. Rồi V2 là bằng 10 trừ V1 trừ cho 8. Lít chúng ta đấu ra mấy khối nhân thêm cho 10 mũ trừ 3. Đấy à? Đó. Như vậy lúc mà ta tính được cái này là bằng 600 joule. Rồi, câu B, tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết trang khi đun nắng, khí nhận nhiệt lượng. Khí nhận nhiệt lượng có nghĩa là Q của nó lớn không? Là bằng 1000 joule. Yeah. Tính độ biến thiên nội năng thì ta có delta U của nó bằng A cạn cho Q. Coi chừng cho bà thế số bò cái trặc tắt. Lấy 600 cạn cho 1000 cái là bằng 1600 mà trặc. Bởi vì lúc này là chất khí này thực hiện công thì A của nó phải là âm. Ta thế vào đây là bằng trừ 600 cạn cho 1000. Nó hơn cái này là bằng 400 joule. Chú ý vậy. Bởi vì lúc này là chất khí thực hiện công, dù ta tính A của nó dương, nhưng mà khi ta rót vào cái công thức nguyên lý 1 của nhiệt động lực hạt thì chúng ta phải theo quy ước giáo của nó. Bây giờ nếu thực hiện công thì A của nó âm. Bây giờ ở cho nên ta tính ra giá trị dương thì ta nhập vào đây phải thêm dấu trừ phía trước nữa. Đó là quy ước giáo đối với cái nguyên lý 1 của nhiệt động lực hạt. Thì ta tính được là nội năng, độ biến thiên nội năng của nó bằng 400 joule. Đó là hướng dẫn bài tập số 4. Bây giờ chứ đừng có lấy 600 cạn cho 1000, các bạn 1600 có chặt mắt. Bởi vì lúc này chắc khí nhận nhiệt lượng thì chắc chắn chắc khí phải thực hiện công. Mà đây người ta nói là trong quá trình dẫn nã đến ốp, có nghĩa là lúc này là chắc khí thực hiện công rồi. Tính công khí thực hiện. Và chúng ta nhớ cho thầy, thì chắc khí nhận nhiệt lượng là nó thực hiện công. Mà nó thực hiện công thì A của nó phải nhỏ không? Chúng ta rút vào cái công thức nhớ về quy ước giá. Đó là tôi nói về cái bài tập số 4. Và những bài tập từ bài tập số 5 trở đi thì trong cái buổi học hôm sau là chúng ta sẽ học để thầy hướng dẫn luôn. Còn hôm nay là vì trong tuần này chúng ta còn có 1-2 buổi để chúng ta kiểm tra giữa kỳ nữa, cho nên các em tạm thời các em nghỉ sớm và các em xem bài lại những môn khác để chiều mai và chiều mốt chúng ta kiểm tra cho nó tốt. Thì các em sẽ tạm thời chúng ta nghỉ
sớm trong cái ca học của tối hôm nay.